nhiều đô la thế này giấu đây có được không đó? Được, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Được rồi, nghe anh đó. Em yên tâm. Hơn nữa, chiều nay đại ca tới lấy rồi. Hả? Triệu. Ủa, Tiêu Anh hả? Đây là đồ tái chế trong nhà của tụi em nè. Để đây nhé. Anh Triệu vất vả rồi. Không sao, em cảm ơn anh. Cảm ơn nhé. Tụi em về đây. Dạ, hai người vất vả quá rồi. Vất vả rồi. Dạ, xin chào chị. Chỗ chúng tôi vừa hay có nhiều đồ bỏ đi. Ê, mày có hai người đến. Chỗ này chúng tôi dọn dẹp cũng gần xong rồi. Nếu mà gọi công ty vệ sinh đến thì tôi cũng tốn không ít tiền. Đúng đó. Đúng vậy, em xem, người ta còn miễn phí cho chúng ta nữa. Vất vả quá, phiền anh chị rồi. Đừng khách sáo. Cảm ơn nhiều nha. Hai người cứ làm đi nha. Vâng. Ê, hai cậu, nhanh tay nhanh chân lên. Mau dọn sạch nhà kho này cho tôi đi. Ha. Dạ ông chủ. Lần này á là tận 2 container đó. Ông chủ, lần này ông kiếm bộn tiền rồi. Này gọi là sông lớn có nước thì không sợ cái rạch khô cằn. Hai cậu đi có phần. Cảm ơn ông chủ. Chăm chỉ làm nha, chúng ta cùng nhau phát tài. Ông xã à, em muốn đổi sang con xe bim đúc này nè. Ôi dồi. Lần này anh mua đương đó nhiên nha. Đương rồi. Ê chị gái, còn một túi nữa nè. Nè anh chị, hai người làm công việc này bộ kiếm được nhiều tiền lắm hả? Có lần anh xem được một đoạn video, có anh kia cầm túi tiền to thế này nè, đi mua nguyên con xe thể thao luôn, hình như cùng nghề với anh chị á. Chúng tôi làm việc này là tự nguyện thôi cậu. Không lương hả? Vậy là khờ quá rồi. Giờ mà còn người như vậy chúng hả? Chúng tôi có công việc riêng khác, đều dạy học ở trường đại học, ngoài giờ dạy học làm chút công ích. Giảng viên đại học, người có văn hóa rồi sao làm cái này? Môi trường bây giờ bị ô nhiễm nghiêm trọng lắm rồi. Nếu chúng ta có thể phân loại tốt rác thải cho cuộc sống và môi trường thì cũng là việc nên làm. Nên anh chị đây cũng chỉ là làm những việc trong khả năng thôi. Người tri thức có khác, bái phục bái phục. Gửi cậu xem cái này. Gì về anh? Pháp. Ông chủ. Công. Chúng tôi xong rồi nha. Ấy dô, anh chị vất vả rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Trước khi ra về, xin tặng anh tờ tài liệu này tham khảo. Ây dồi, tiêu rồi. Hai người luyện pháp luân công hả? Chúng tôi tu luyện pháp luân công. Ôi mẹ ơi, cầm đi. Tôi mà biết mấy người như vậy là tôi đã cấm cửa mấy người rồi. Mấy tình đức đó tôi xem hết rồi. Mấy người các người, người thì giết người, người thì tự sát, còn ăn thịt trẻ con nữa mới ghê chứ. Sao mà kinh tởm quá. Thật ra không như anh chị nghĩ đâu, đều là tin bịa đặt hết. Lo làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn cái gì, mau làm đi. Bọn họ đều là phản động. Anh họ, họ là giảng viên đại học đó, là người tốt đó. Mày cứu cho tao. Ai bảo nhiều chuyện. Hai người là xong chưa? Xong rồi thì biết. Đúng đó, đi đi, mau đi. Ở đây chúng tôi không cần đâu. Anh chị đừng tin những lời đó. Trước giờ Trung Cộng đều dùng tin giả để lừa dân chúng. Kẻ thực sự hãm hại dân chúng chính là bọn họ đó. Không nghe, không nghe, không nghe. Chúng tôi sống tốt lắm đấy nè. Có ai hại đến chúng tôi đâu. Mà liên quan gì đến chúng tôi? Đúng đó, lỡ bên ngoài có người biết chỗ chúng tôi có người tập pháp luân công thì chúng ta tiêu đời. Khi đó chúng tôi xui xẻo mà.
Nói cho mấy người hay, đừng có liên lụy tới chúng tôi. Biến đi ngay cho tôi. Cút. Ông chủ, chúng tôi hiểu được tâm trạng của hai người, nhưng hiểu được chân tướng sẽ tốt cho hai anh chị. Hai đứa cầm lấy một tờ xem thử đi. Xem cái gì mà xem? Hai người không đi, tôi báo cái xác đó. Cút. Biến. Đi đi, nhanh. Cút. Đi. Cút đi. Đám người này. Cút sai cái cút mất tôi. Đúng là xui xẻo mà. Mau cút đi. Thôi họ đi rồi. Quái gì không biết nữa. Họ đi rồi mà. Lát nữa đại ca tới lấy tiền đó. Ấy. Ê. Sao không thấy? Để dưới cái bàn này mà. Hả? Ở đó có không? Không có. Sao lại thế? Hai cô ngồi đây vào lúc nào? Tụi em mới vừa vào đây thôi ông chủ. Anh Kim đi kiểm tra đồ mà. Có đi ra ngoài không? Buổi trưa chúng em ra ngoài ăn cơm. Có thấy cái túi màu đen nào không hả? Hai cô có lấy không? Tụi em không có thấy cái túi đen nào hết. Tụi em không có lấy mà. Không phải hai cô thì là ai? Ở đây chỉ có hai người thôi. Tụi em không có lấy. Thực sự là không có thấy mà. Hai cô nghe đây. Nếu mà không tìm được nó, hai cô thì phải chết. Nghe rõ chưa? Anh chị thử hỏi người khác xem. Nhị tử. Nhị tử. Vào đây cho tao. Chuyện lớn rồi kìa. Hả? Huy sao cái đầu mày? Mày có thấy cái túi đen không? To cỡ này này. Túi đen hả? Nó để dưới gầm bàn đó. Gì cái gì hả nói đi. Hình như em không thấy. Nếu không phải vì cậu hai, tao đã không nhận mày rồi. Hồi đó anh tiễn em làm, anh còn nói em có tài mà. Túi đồ màu đen. Nói mấy cái vớ vẩn này làm gì? À đúng rồi. Sao thế? Cái túi đen hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Là đúng cái đó rồi. Đó. Bộ thấy nó hả? Túi đen dưới gầm bàn. Ừ. Tao thấy nó không? Không phải túi rác sao? Có cần căng thẳng vậy không? Rác à? Có phải mày bỏ đi đâu không? Thằng khốn này, tao đánh cho mày chết. Cái thằng khốn này. Chết với tao. Chết đi đâu rồi hả? Em bỏ nó vào cái xe rác. Cái xe trắng đi nãy. Ôi mẹ ơi. Alo chào anh. Tôi có chuyện muốn hỏi. Công ty anh có cặp vợ chồng nào lấy xe phan màu trắng không? Chứ sẽ có chữ bảo vệ môi trường, phục vụ không ít á. Không có, tôi đã nói không có, sao mà gọi lắm thế? Nè, alo. Nếu mà hết cách thì báo cảnh sát. Muốn chết hả? Đây là tiền đổi ở chợ đen. Tiền phi pháp đó. Em còn kiếm thêm chuyện à? Sao anh lại còn oán trách em? Tại cái đồ có heo nhà anh đó. Đã bảo anh đừng có để tiền vô túi rác, anh lại cứ bỏ vô túi rác. Thì anh cứ nghĩ nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. An toàn, giờ thì an toàn chưa? Kiệt sắt an toàn sao? Lần trước bị cậy đó. Làm sao anh biết thằng nhị tử ngốc đó nó gây ra chuyện lớn như thế này nè. Thằng khốn nạn này, nó lại không cho tôi tới làm mới đúng. Đây chẳng phải lừa mình sao? Ông Kiệt, xảy ra chuyện thì nghĩ cách giải quyết đi. Biết nghĩ cách gì đây? Cách gì hả? Đại Sơn kìa, tìm hắn mượn tiền đi. Ngày trước anh giúp hắn có ít đâu. Đại Sơn. Đúng. Còn có Vân Thiếu Gia nữa. Anh đi ngay đi. Ngốc thật. Thiếu gia, anh Kiện tới ạ. Thật mất hứng. Cho hắn vào đi. Dạ thiếu gia. Vào đây đi. Mời. Vân Thiếu gia. Vân Thiếu gia. Nghe nói cậu hát kịch, hát càng ngày càng hay. Không có việc quan trọng thì đã không tới. Nói đi, anh đến tìm tôi có việc gì? Không giấu gì cậu, Vân Thiếu Gia, tôi vừa mất một mớ đô la tiền mặt. Cậu phải nghĩ cách giúp tôi đi.
Mất tiền à? Dạ. Mất tiền rồi liền nghĩ tới tôi. Nói đi, mất bao nhiêu? 500.000 đô à? Xem cái dáng vẻ của anh kìa, tôi còn tưởng bao nhiêu chứ. William, đi viết chi phiếu 500.000 đô cho anh ta đi. Ồ, hay do, cảm ơn Vân Thư Gia, cảm ơn Vân Thư Gia. Thiếu gia, mấy hôm trước chúng ta vừa nhập một lô vật liệu thép từ Mỹ, đã tiêu hết tiền đô rồi. Hả? Ây da, đúng là cái trí nhớ của tôi. Anh Kiện, anh cũng nghe thấy rồi đó. Anh gọi giúp tôi đổi một chút đi. Bây giờ quản lý ngoại tệ nghiêm ngặt lắm, tôi có đổi cũng không kịp. Vâng thiếu gia, cậu có cơ nghiệp lớn, cậu giúp tôi nghĩ ra cách khác được không hả? Anh đấy có phải không biết tính tôi đâu. Con người tôi đây, trước giờ không cầu xin người khác. William, tiễn khách. Vâng thiếu gia, vâng thiếu gia. Cậu quên với bao nguyên rằng cậu nghệ sĩ nổi tiếng là tôi giúp hả? Vâng thiếu gia, cậu không thể đuổi tôi đi. Vâng thiếu gia, cậu không thể tiện tình như thế được. Lẹ lên, lẹ lên. Hội vàng làm cái gì chứ, đúng là. Đại Sơn, Đại Sơn, Đại Sơn ơi. Đại Sơn. Anh Kiện, có chuyện gì thế? Anh có chuyện gấp. Hả? Anh vừa mất một túi tiền. Cậu có thể giúp anh được không? Xa, hóa ra là đến mượn tiền à. Ai da. Anh Kiện này, em có hẹn với đối tác rất quan trọng ở khách sạn Holiday. Nghe nói mới nhập một lô tôm hùm châu Âu. Chúng ta đi ăn đi. Không 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 không, anh thật sự không có thời gian. Nếu cậu có thể cho anh mượn không hả? Coi như anh xin cậu đó. Nói cho cậu nghe, Đại Sơn à, anh mà không mượn đủ tiền, đại ca sẽ lấy cái mạng này của anh. Cậu giúp anh đi mà. Em nói anh này, đây là tôm hùm xanh nhập khẩu từ Pháp đó. Còn có hoàng đế Vancouver. Đi đi đi, cậu đi mà nói. Đại Sơn, xem như anh xin cậu đó, cho anh mượn một ít đi, một ít thôi cũng được. Đi thôi, bạn bè em đang đợi mình đó. Em phải đi ngay đây. Anh muốn thì đi, không thì lần sau. Đại Sơn, Đại Sơn, cho anh mượn một ít cũng được. Xin cậu đó. Nào một ít cũng được. Nào, Đại Sơn. Lão nhóm phiền phức đúng là. Đại Sơn, lần này anh rất cần số tiền anh đó. Về, về dùm đi. Cậu nghe anh nói. Hey, Đại Sơn, trước kia anh giúp cậu mà, hả? Ây, ây, lúc đó anh cho cậu báo lợi lộc mà. Đúng là cái đồ vô lương tâm. Đại Sơn, giúp anh lần này đi mà. Ây, Đại Sơn. Sơn, cho anh vay lần này đi mà. Đại Sơn, dạ, đừng đi mà. Đại Sơn, cho anh vay đi. Đại Sơn à, cứu cái đồ vớ vẩn mỗi nghĩ ra ngươi. Lương tâm chúng nó bị chó tha mất rồi. Đúng là lũ khốn nạn. Oán trách cái gì bây giờ? Ai bảo anh kết giao với lũ bạn tôi? Giờ anh gặp nạn rồi. Xem đi, ai nấy đều phủi tay. Em đừng có càm ràm nữa được không? Phiền chết đi được. Anh phiền hả? Tôi còn phiền hơn nữa kìa. Từ khi lấy anh tôi chẳng có ngày nào tốt đẹp. Còn phải sống trong sự lo sợ. Thế em muốn anh phải làm sao? Em bảo anh đi chết à? Đi chết đi. Được rồi, anh đi chết cho em xem. Anh chết cho em xem. Chết cho em xem. Đừng có đây nói chuyện sống chết nữa xem. Mau nghĩ cách đi. Lát nữa đại ca với chị Phương đến anh tính sao. Em mong cho nhân viên ra xếp hàng anh đón đi. Làm mấy trời giở hơi này có tác dụng gì? Anh còn biết làm như thế nào nữa. Em đi chuẩn bị đi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Làm sao đây? Sao mà long trọng thế này? Đương nhiên hả? Chị Phương đại giá quang lâm hả? Mời chị Phương ngồi. Mời ngồi. Không cần đâu, ông chủ kêu tranh thủ thời gian. Tiền đâu?
Đừng nói là không có. Tiền bị mất rồi. Chị Phương là mất rồi sao? Mất rồi à? Mày được lắm. Không phải chúng em. Không phải chúng em. Là thằng nhị tử là mất đó. Dạ dạ phải. Là thằng nhị tử là mất. Không phải chúng em. Nhị tử. Dừng lại đây. Chị Phương. Em chào chị Phương ạ. Tiền đâu? Bị em bỏ nó lên xe rác rồi ạ. Chị Phương tha mạng cho em. Sao mày không coi bản thân mày là rác rồi vứt theo luôn? Chị Phương xin tha cho em. Chị Phương đừng làm vậy. Chị Phương tha cho anh đi. Chị Phương xin chị tha cho anh đi. Chị Phương tha cho em đi chị. Chị Phương tha mạng. Chị Phương cho chúng em một cơ hội nữa đi mà. Chị Phương. Có phải đồng đội bán xác chúng em cũng không đủ tiền trả chị? Cho chúng em một cơ hội nữa đi. Chúng em nhất định gom đủ tiền. Này Phương. Đại ca. Được rồi, có gì to tát đâu. 3 ngày sau nếu không có tiền, chặt một bàn tay của nó cũng không muộn. Chúng ta đi. Ôi, ông xã ơi. Anh không sao chứ? Cái bình này là đồ sứ Thanh Hoa nổi tiếng triều đại Khang Hy đó. Quý giá lắm đó. Thằng nhóc này, 10 năm rồi không gặp. Dáng vẻ cậu vẫn thân người tính cậu ha. Chú Bưu, hồi xưa chú cháu mình còn là hàng xóm. Chú chuyên thu gom đồ cổ, cũng tính là có máu mặt rồi. Không cần phải nịnh nọt. Có chuyện gì mau nói đi. Đúng là có chuyện. Mà không sao cháu lại tìm đến chú? Theo như lời của cậu, cái bình Thanh Hoa này chắc cũng đến vài triệu đô hả? Chú cứ xem rồi trả giá ạ. À. Trả giá hả? Trả giá chứ gì? Trả giá nè. Sao chú lại đập bình của cháu? Đập đó. Thật nhóc, tao nhìn mày là biết không có gì tốt đẹp rồi. Tao đập mày. Chú ngồi xuống. Chú ngồi xuống đã. Còn đây có kỳ lân 2 cánh bằng đồng. Nó có từ thời chiến Trung Quốc. Linh vật đó. Hiếm lắm đó. Chú cứ nhìn thử xem. Hiếm lắm hả? Dạ. Con này tao mua ở tao bao đi nè. Chỉ có 180 tệ thôi. Sao mà giống hệt con của mày vậy? Hay tao bán cho mày? Mua không? Dạ thôi, không mua, con không mua. Từ nhỏ tao đã thấy mày không phải dạng tốt đẹp gì rồi. Cũng dám lừa tao hả? Chú Bưu, con không dám mà. Chú đại nhân không chấp tự nhân. Đây cháu, vẫn còn một cái tiểu bối bối này. Đồng hồ xin, hàng xin thật đó. Hàng chính hãng hả? Thằng nhóc láo sợ. Xem mày còn dám lừa tao nữa không? Cái này, mày đào đâu ra đó? Cái này, con mua năm ngoái giá 300.000 tệ đó. Bạn giới hạn đó. Chú trả con 200.000 là được rồi. Con mà không cần tiền gấp thì con quyết không bán nó đâu. Cái này chắc chắn là hàng thật đó. Cần mày giải hả? Tao có con mắt tinh tường lắm đó. Dạ dạ. 50.000 tệ. Bán hay không tùy mày. Chú thêm một chút nữa đi mà chú Bưu.
Thêm hả? Một xu cũng không thêm. Bán hay không? Nếu không bán thì cút đi. Được, 50 ngàn thì 50 ngàn. Cháu muốn tiền mặt. Đồ cái thằng nhãi nhép, tiền nè, cầm đi. Dạ chú Bưu. Dạ. Quả này chúng ta kiếm lời to rồi. Cái này là chiếc đồng hồ vô cùng quý giá đó cha. Bao nhiêu tiền? 50 ngàn tệ. Cho cha đi. Cha, sao cha luôn lấy đồ của con? Chính là chỗ này. Đại ca, có khách tới. Ăn tiền rồi. Cảm ơn đại ca. Ăn tiền rồi. Chào đại ca. Ai giới thiệu mày tới đây? À, Nhị Lư giới thiệu em tới. Nhị Lư hả? Thật đi. Mấy ngày trước Nhị Lư bị bắt rồi. Mày tính lừa ai hả? Thằng điều phái mày tới hả? Không phải. Đại ca, em nói thật với anh, em biết chỗ này lâu lắm rồi. Gần đây em bị bắt một túi tiền nên đến đây muốn thử bắt máy. Đến đây chơi thử bài máy. Tao thấy mày không có gan đâu. Em không dám, em không dám. Có mang theo tiền không? Công an. Mày biết quy định chỗ của tao chưa? Em biết. Mỗi ván ít nhất đặt một cọc. Nhìn kỹ đi. Em đặt bên này. Ván nữa. Đặt bên nào đây? Em chọn cái này nè. Trời ơi. Cái này. Trời ơi. Thêm một ván nữa. Trời ơi, anh cho em một ít tiền, em sẽ lấy lại cái vốn lần lời. Cút đi, đi về đi. Đại ca, cho em gỡ đi mà, em phải lấy lại vốn đi. Cho em lên đi mà, cho tôi lên. Mấy người sợ tôi cái gì chứ? Anh làm cái gì thế? Sao không cho tôi lên? Tôi muốn gỡ lại mà. Tôi muốn gỡ, mấy người thật là vô lương tâm. Tiền của tôi. Ai đây tôi?
Sao lại đánh tôi? Đang làm gì thế? Tôi bị mất tiền, tôi đang kiếm tiền. Đây là địa bàn của bọn tao. Mọi thứ ở đây là của bọn tao. Đây thực sự là túi tiền của tôi mà. Tiền của mày đừng à? Đừng cướp tiền của tôi, trả đi. Trả lại tiền cho tôi. Thứ rác rưởi gì thế này? Đánh nó cho ta. Đừng đánh nữa mà. Ôi trời ơi, đừng đánh nữa mà. Ấy, sao là đánh tôi? Đây là tiền của tôi mà. Mày tỉnh táo lại đi, đây là địa bàn chúng tao. Sao lại biến đánh đi ngay. Tôi chứ, trả tiền cho tôi đi. Tôi mới đi tìm tiền, các người sao lại đánh tôi hả? Đã mất tiền thật rồi. Tiền của tôi. Trời ơi, hắn mà làm gì tôi vậy? Tôi. Cái thằng Maru này, giữ thứ luôn mình hả mày? Nó hộ tới xanh tâm hộ mày. Cứu tôi mày. Giữ tôi luôn mình không mày. Anh đừng có uống nữa. Đảm ơn mày chết tiệt này. Còn gã đẩy tao xuống hồ nữa. Tao mà gặp lại chúng mày, tao sẽ bấm chúng mày thành trăm mảnh. Anh đó, chỉ giỡn gáy to ở nhà thôi. Thật đúng là em dạy tay chút đi. Anh ráng chịu chút đi. Hai ngày nữa, liệu đại ca có chặt tay anh không đó? Sao mà anh biết được? Nghe nói ông ta ác lắm. Hôm nay em rút hết tiền tích góp của mình ra rồi. Sao đủ, mình nợ cái đống tiền lận đó. Thế anh có cách gì khác không? Em đang xem đám nhân viên góp được bao nhiêu đây. Ừ, chỉ có mỗi cái đó. Ây da, đau quá à. Đúng là không có tí tiền đồ nào. Ây da. Mau nghĩ ra cách gì đi, con nhỏ này mau nghĩ cách đi. Đúng rồi, mọi người nghĩ cách đi. Ông chủ đối với chúng ta có tệ đâu. Bà chủ, em góp 2.000 tệ. Cậu có mấy ông chủ tốt gì cậu à, 5.000 đi. 5.000. Ê, chị Vương, chị góp chút tiền đi mà. Tôi làm gì có tiền. Ê, chị làm ở đây lâu vậy mà kêu là không có. Góp chút đi. Từ trên mẹ già dưới con thư, có hợp đồng, ngày nào cũng xin tiền. Tôi không quan tâm, ghi vô 5.000. Không có. Tỷ Tuyết, góp chi vậy, góp bao nhiêu? Chưa góp. Em vừa mới mua cái túi sách. 2.000, ghi vô 2.000. Em không có thật mà. Nhị tử, còn cậu á, đừng giả ngốc nữa. Ai cũng phải góp tiền. Tôi em còn có 20 nè. 20? 20 cái đầu mày, mày chết đi cho tao. Sao mà xui quá vậy nè. Sao mà xui thế không biết. Ba ngày rồi mà vẫn không giao tiền à. Chặt tay. Chị Phương ấy đừng. Mà chị Phương à. Sao chuyện này lại rơi vào đầu mình? Có cho chúng tôi về nhà không? Muộn lắm rồi. Cho chúng tôi về đi. Về nhà, về cái gì mà về? Nôn tiền ra, nôn ra ngay. Hôm nay không có thì đừng mơ được về. Nhị tử đi mở cửa đi. Mau nghĩ cách góp tiền đi. Là tôi, mở cửa đi. Cho tôi vào đi. Ây da, là anh hả? Được. Anh ai họ, vậy? Xe thu gom rác đến đây nè. Ai đó? Anh họ, xe thu gom rác. Họ quay lại rồi nè, xe anh thu gom họ. Gì? Là cái xe em bỏ tiền lên đó đó. Chiếc xe gom rác đó đó. Anh họ lại đây. Anh họ, lẹ đi. Xe thu gom quay lại hả? Mấy tiền đến hả? Có phải chiếc xe này không? Mấy tiền đến à? Anh ơi, anh mau trả tiền lại cho tụi em. Anh mau trả tiền lại cho tụi em. Anh đến trả tiền à. Được á, cuối cùng anh đã quay lại. Từ nhị tử nhà tôi đã mất tiền là xe của anh. Xin đó. Xin anh hãy trả lại tiền cho chúng tôi. Chúng tôi tìm chúng tôi anh vất vả lắm. Mẹ anh đã quay lại rồi. Chúng tôi lo mọi người sốt ruột nên vội vàng quay lại. Anh nhìn xem, cái gì nè. Vậy điều kiện của hai người là gì? Chỉ cần anh trả tiền cho tôi là được. Nói gì tôi cũng đồng ý. Điều kiện gì chúng tôi cũng chấp nhận. Chúng tôi hả? Không có điều kiện gì cả. Chỉ là đến trả tiền lại thôi. Thật vậy sao? Tiền tôi đâu? Tiền đâu? Để tôi lấy cho anh. Chà,
Sống rồi. Tiền, thực sự trả là cho chúng tôi à? Đúng rồi. Đại ca, anh cầm lấy đi. Anh cầm đi. Anh nhận chúng đi tôi bà. Không cần thật mà. Anh nghĩ xem, chúng tôi mà vì tiền thì giờ có mang trả lại anh không? À, tôi nói cái anh này không cần gì cả mà còn mang tiền trả lại. Thời buổi này con người vậy sao hả? Có chứ, học viên Pháp Luân Công có thể làm được. Đúng vậy, sư phụ của chúng tôi dạy rằng bất kể làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước tiên. Thật không thể ngờ các vị là người tốt như vậy. Tôi không tin mấy lời bị đặt đó nữa. Tôi không tin nữa đâu. Tôi trách nhầm các vị rồi. Mấy lời trên TV toàn là giả hết. Toàn là lừa người. Chúng ta đều bị lừa rồi. Đúng vậy. Ừ, nhưng lúc trước tôi đã đối xử với anh chị như vậy mà anh chị vẫn đem tiền trả lại cho tôi. Nào, anh đứng dậy đi. À, tài liệu chân tướng này tặng mọi người nha. Được, mọi người xem nè. Thank you.